Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ ba, ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình. Quảng Bình sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt gần 2.200 tấn. Quảng Bình tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành cả cuộc đời cho nước cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 23 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình và các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2014. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Sự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình đã báo cáo kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chín tháng trong năm 2014. Theo đó, ngành ngân hàng đã thực hiện các giải pháp đồng bộ để ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối vàng, triển khai các giải pháp tín dụng linh hoạt kết hợp với cả chính sách tín dụng đối với một số ngành lĩnh vực, tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động của cả tổ chức tín dụng. Như vậy, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm so với cuối năm 2013. Hiện nay, lãi suất huy động Việt Nam đồng phổ biến ở mức 4,5% đến 6% một năm. Lãi suất cho vay Việt Nam đồng phổ biến từ 8 đến 10% một năm. Đến hết tháng 8 năm 2014, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 18.600 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2013 và tăng trên 13% so với đầu năm. Dư nợ cho vay trên 20.300 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ, tăng 6,6% so với đầu năm. Cả tổ chức tín dụng tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm túc lộ trình giảm lãi suất cho vay. Đến nay đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giãn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ cho 850 lượt doanh nghiệp với dư nợ 5.800 tỷ đồng. Như vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có điều kiện khôi phục, ổn định trở lại, nợ xấu được giảm dần. Tại buổi làm việc, các ngân hàng cũng đã trình bày những khó khăn vướng mắc, tập trung vào các nội dung như tình trạng nợ đồng xây dựng cơ bản rất lớn nên doanh nghiệp không có nguồn trả nợ cho ngân hàng, tình hình kiểm tra giám sát kiểm toán hoạt động của các doanh nghiệp hầu như bị bỏ ngỏ nên việc nắm bắt thông tin cũng như tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thiếu chính xác, báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có độ tin cậy chưa cao. Trên cơ sở đó, các ngân hàng cũng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ ngân hàng xử lý các trường hợp khách hàng nợ quá hạn, không hợp tác với các tổ chức tín dụng trong thu hồi nợ, tăng cường kiểm tra, kiểm toán kết quả hoạt động của các doanh nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để tạo điều kiện cho hộ dân tiếp cận vốn vay phục vụ sản xuất kinh doanh.
Sáng nay ngày 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 80 của Chính phủ về quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và biểu dương các tập thể cá nhân điển hình thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng do đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Từ hội nghị có Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục 8 Bộ Công an cùng đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh. Ngày 16 tháng 9 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80 NĐ-CP quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Sau 3 năm thực hiện ở tỉnh Quảng Bình, Nghị định đã thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước nhằm quản lý giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Qua điều tra khảo sát, số người chấp hành xong án phạt tù về cư trú trên địa bàn tỉnh từ năm 2002 đến tháng 10 năm 2012 là trên 2.500 người. Số người chấp hành xong án phạt tù khi về địa phương đã tìm được việc làm với nhiều công việc khác nhau, chủ yếu là lao động phổ thông, với gần 1.500 người, chiếm tỷ lệ 64%. Công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù cũng được cả tổ chức, đoàn thể xã hội phối hợp thực hiện. Từ việc thực hiện nghị định đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu như mô hình 5+1, tức 5 thành viên đại diện 5 tổ chức đoàn thể giúp đỡ một đối tượng ở thị trấn Nông Trường Lê Ninh. Mô hình 2+1, tức 2 cựu chiến binh giúp đỡ một đối tượng của Hội cựu chiến binh xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy. Trong số những người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, nhiều cá nhân đã tích cực phấn đấu vươn lên làm giàu, trở thành người có ích cho xã hội. Việc triển khai Nghị định 80 ở Quảng Bình đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức tư tưởng trong toàn xã hội, nhằm quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, sớm ổn định cuộc sống. Hôm qua ngày 22 tháng 9, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Quảng Ninh phối hợp với huyện đoàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn năm 2014. Lớp tập huấn có sự tham gia của 45 học viên đến từ cả cơ sở đoàn trong toàn huyện. Các học viên được tiếp thu các nội dung chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hoạt động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác giáo dục đạo đức lối sống lý tưởng cách mạng cho thanh niên, kỹ năng tổ chức các hoạt động tập trung và trình bày trước công chúng, kỹ năng thiết kế điều hành một buổi họp chi đoàn, hướng dẫn công tác hướng nghiệp dạy nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đoàn và tuyên truyền hiến pháp năm 2013 sửa đổi. Thông qua nội dung tập huấn, các học viên được nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, kỹ năng hoạt động đoàn, góp phần củng cố phát triển công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong huyện. Hôm qua ngày 22 tháng 9, Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Tuyên Hóa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Bình tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Văn Sơn, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam tại thôn Trung Lào, xã Thuần Hóa. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 75 m² đất với kết cấu nhà cấp 4 ba gian, lợp ngói, tường xây bao quanh chắc chắn. Tổng số vốn đầu tư xây dựng khoảng 120 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Bình hỗ trợ 30 triệu đồng, hội nạn nhân chất độc da cam huyện Tuyên Hóa 10 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình từ vay mượn từ anh em họ hàng, làng xóm và từ ngân hàng chính sách xã hội huyện. Ông Trần Văn Sơn từng là bộ đội chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bị nhiễm chất độc da cam đưa sinh. Trong số 6 người con của ông, có 2 người cũng bị nhiễm chất độc da cam. Ngoài số tiền trợ cấp nạn nhân da cam thì gia đình ông không có thu nhập gì thêm, đời sống gia đình hết sức khó khăn. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Bình và của hội nạn nhân chất độc da cam huyện Tuyên Hóa nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ các hội viên vơi bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong hai ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2014, xã Đoàn Duy Ninh, huyện Quảng Ninh phối hợp với chính quyền mặt trận và các đoàn thể thôn Trung Quán triển khai công trình thắp sáng đường quê. Công trình được triển khai trên 2 tuyến đường chính của xã với tổng chiều dài 2.500 m. Lực lượng đoàn viên thanh niên đã phát quang tuyến, kéo dây, lắp bóng đèn, đảm bảo an toàn đúng kỹ thuật. Sau 2 ngày lao động khẩn trương, công trình thắp sáng đường quê đã hoàn thành với 54 bóng đèn compact đã được lắp đặt với tổng số tiền 46 triệu đồng, trong đó 20 triệu đồng từ các nguồn huy động của đoàn, 26 triệu đồng do nhân dân thôn Trung Quản đồng thuận đóng góp. Theo kế hoạch, chính quyền thôn Trung Quản và mặt trận thôn tiếp tục vận động bà con lối xóm tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ở các lối xóm, các trục đường ngang. Công trình ở thôn Trung Quản hoàn thành là công trình thắp sáng đường quê thứ tư của xã Đoàn Duy Ninh sau các thôn Tạ Phan, Hiển Lộc và Hiển Vinh. Trong thời gian tới, xã Đoàn Duy Ninh sẽ triển khai công trình ở 2 thôn còn lại. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác.
Quảng Ninh sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt gần 2.200 tấn. Quảng Bình tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Thưa quý vị và các bạn, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành kinh tế trụ lực của huyện Quảng Ninh. Chính vì vậy mà từ đầu năm đến nay, cùng với việc khuyến khích tạo điều kiện để nhân dân mạnh dạn mở rộng diện tích nuôi trồng, thì huyện đã vận động ngư dân đầu tư đóng mới tàu thuyền và mua sắm ngư lưới cụ vươn khơi bám biển sản xuất. Là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, nên trong những năm trở lại đây, bên cạnh việc quy hoạch lại diện tích nuôi trồng thủy sản tại các xã vùng ven biển, huyện Quảng Ninh đã có chủ trương chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển nuôi cá nước ngọt. Đến nay, huyện Quảng Ninh đã có trên 1.000 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh việc mở rộng diện tích, chủ động nâng cao chất lượng nuôi trồng, thì huyện Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo các địa phương khuyến khích ngư dân bám biển để khai thác thủy sản. Như vậy, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản từ đầu năm đến nay đạt gần 2.200 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt gần 900 tấn, tăng 27,5% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác thực hiện được trên 1.260 tấn. Hiện nay, huyện Quảng Ninh đang tập trung để xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản ở những vùng có điều kiện phát triển như Phọ Ninh, Hải Ninh, Gia Ninh, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để ngư dân đầu tư đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ, để không chỉ đánh bắt trên ngư trường truyền thống mà còn vươn khơi đánh bắt vùng biển xa. Quảng Châu là một trong những xã khó khăn của huyện Quảng Trạch. Chính vì vậy mà trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đây đã phát huy sự đồng thuận của cả cộng đồng để chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch đã tích cực vận động bà con nhân dân trên địa bàn xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao. Các mô hình dịch vụ tổng hợp, trang trại, gia trại chăn nuôi kết hợp với trồng rừng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ tích cực phát triển kinh tế, vận dụng tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi, nên đến nay xã Quảng Châu đã hoàn thành được 89 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2014, xã Quảng Châu đã huy động được hơn 3,1 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từ các nguồn vốn hỗ trợ trái phiếu chính phủ, nguồn dự án 135. Đặc biệt, từ sự đóng góp của nhân dân, xã Quảng Châu đã khởi công xây dựng 2 trường mầm non, đảm bảo việc học tập cho con em địa phương. Hiện tại, xã Quảng Châu đang phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí, đó là trường học và tiêu chí môi trường. Trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của xã Mỹ Trạch, gia đình chị Nguyễn Thị Phương ở thôn 6 xã Mỹ Trạch là một tấm gương điển hình vượt khó vươn lên làm giàu. Nhờ biết đầu tư áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi và phòng ngừa dịch bệnh, nên gia đình chị Phương đã rất thành công với mô hình chăn nuôi lợn nái và lợn thịt. Hiện nay, tổng đàn lợn của gia đình chị đang nuôi có 40 con, trong đó có 35 con lợn thịt và 5 con lợn nái. Với đàn lợn hiện có, mỗi năm cho gia đình chị khoảng hơn 50 con lợn giống. Tổng doanh thu bình quân mỗi năm của trang trại đạt gần 200 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình mình, chị Phương còn chia sẻ cho nhiều gia đình hội viên nông dân kinh nghiệm chăn nuôi nhằm thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất và kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Bình là một trong những địa phương có tuyến đường dây cao áp 500 kV và 220 kV đi qua. Chính vì thế, công tác đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia luôn là nhiệm vụ được truyền tải điện Quảng Bình đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đã xảy ra không ít vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng điện cũng như gây thiệt hại về kinh tế tài sản, đe dọa đến tính mạng con người. Mới đây nhất, vào ngày 15 tháng 8 năm 2014, đã xảy ra sự cố trên tuyến đường dây 500 kV mạch 1 Hà Tĩnh Đà Nẵng, đoạn đi qua địa bàn xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh. Trong lúc thời tiết nắng nóng, gia đình bà Trương Thị Liếng, chủ rừng Bạch Đan tại thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, đã thuê ông Trần Văn Hiền đốt rừng để xử lý thực bì. Tuy nhiên, do không kiểm soát được đám cháy, nên ngọn lửa đã lan sang khu vực hành lang an toàn của đường dây điện 500 kV, gây nên hiện tượng nổ và phóng điện. Tại thời điểm xảy ra sự cố, rất may là hệ thống truyền tải điện có đủ công suất dự phòng và khẽ vong nên không gây tan rã hệ thống và mất điện. Công an huyện Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ, lập biên bản xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng đối với bà Trương Thị Liếng. Chỉ tính riêng cho việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị tại cung đoàn bị sự cố, các cơ quan chức năng đã buộc bà Liếng phải bồi thường số tiền 22 triệu đồng cho truyền tải điện Quảng Bình để khắc phục. Cái tâm hiểu biết của người dân á, thì cứ nghĩ rằng là cứ chạy cột
hoặc là chạy đến ảnh hưởng đến dây thì lúc đó mới xảy ra sự cố. Thì qua sự việc hiện như đây là tôi bản thân tôi cũng đã rút được cái kinh nghiệm trong cái vấn đề là hiểu biết về cái vấn đề an toàn của đường dây 500, kêu gọi toàn dân cũng là giống như những cái mọi người dân ở dọc hành lang đường dây 500 với những chủ rừng mà ở có rừng dọc hành lang là cần phải là có nhắc nhở và bảo vệ cái tuyến hành lang đường dây 500 đừng xảy ra sự cố giống tương tự giống như thôi. Riêng từ đầu năm 2013 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã xử lý 9 trường hợp vi phạm đến hành lang an toàn lưới điện cao áp, trong đó chủ yếu là các hành vi đào, xúc đất gần hành lang gây mất an toàn, đốt rừng gây sự cố lưới điện. Để kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc gây mất an toàn công trình lưới điện cao áp, đơn vị truyền tải điện Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ với phòng PA81, Công an tỉnh Quảng Bình và lực lượng bảo vệ, duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đường dây để kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có hai cái nguy cơ lớn nhất đối với việc vận hành an toàn của đường dây truyền tải, đó là cái việc đào xúc đất không có giấy phép và việc đổ rừng chưa được sự cho phép của các cơ quan có chức năng. Thì đối với việc đào xúc đất thì khi mà tính toán thiết kế đường dây, người ta căn cứ vào cái địa chất địa hình để người ta có những cái thiết kế phù hợp. Thì việc đào xúc đất đã làm thay đổi cái địa chất địa hình và lúc đó cái khả năng chịu lực của các cái cột điện nó sẽ bị ảnh hưởng. Và về lâu dài, trước mắt thì có thể là chưa đổ ngay, nhưng về lâu dài khi có mưa gió, lũ lụt thì cái đường dây nó sẽ không đảm bảo. Cái thứ hai là cái việc đổ rừng. Thì vì cái đặc thù của đường dây siêu cao áp nó có những cái tính chất khác biệt so với các đường dây bình thường. Thì khi bà con mà hay người dân mà đổ rừng thì cái không khí hoặc tro bụi, tức là những cái môi trường bị kích thích mạnh và đó là môi trường giao ion, đối với các đường dây cấp điện áp thấp hơn thì nó là vô hại, nhưng đối với đường dây siêu cao áp thì môi trường giao ion này nó sẽ làm ngắn mạch và gây mất điện. Truyền tải điện Quảng Bình thuộc công ty truyền tải điện 2 chịu trách nhiệm vận hành và quản lý 123 km đường dây 220 kV và trên 250 km đường dây 500 kV. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, trong thời gian qua, truyền tải điện Quảng Bình đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phát trên 3.000 tờ rơi lịch tuyên truyền cho hàng trăm hộ dân địa phương, ký cam kết bảo vệ hành lang an toàn lưới điện với hàng chục chủ rừng, lâm trường, hàng trăm hộ dân tại 28 xã phường nơi có hệ thống điện đi qua, nhằm giúp người dân thực sự hiểu rõ mức độ nguy hiểm khi vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo vệ công trình đặc biệt quan trọng này. Đường dây 500 kV thì trải qua thì nói chung mấy anh coi như là trong điện lực cũng có thể về trao đổi rồi là coi như là phát tờ rơi rồi là coi như là động viên bà con coi như là đừng léo trèo rồi đừng coi như là coi bị xúc đất dưới cái cột điện rồi đừng nổ mình rồi không là thả diều, vừa là coi như là bảo vệ là tính mạng vừa bảo vệ đường dây cho nhà nước. Nằm trong hệ thống lưới điện quốc gia, tuyến đường dây 500 kV và 220 kV có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng của cả nước. Những vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp như đã xảy ra ở Quảng Bình và mới đây, ngày 20 tháng 9 năm 2014 ở tỉnh Quảng Trị đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng về an ninh năng lượng của cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng. Bởi vậy, việc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các tuyến đường dây cao áp không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành điện, mà nó đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp các ngành, mà đặc biệt là ý thức của mỗi người dân nơi có đường dây đi qua. Dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa và chiều nay ngày 23 tháng 9, khu vực miền núi trời nhiều mây, ngay cả lúc nắng, chiều và đêm có mưa, mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 24-29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, ngay cả lúc nắng, chiều và đêm có mưa, mưa rào vài nơi, gió tây nam cấp 2-3, nhiệt độ 25-31 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, ngay cả lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào, gió tây nam cấp 2-3, nhiệt độ 25-32 độ. Vùng biển
có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.